Xin chào mọi người, cái video video nãy thì mình làm không hết thì đây mình cộng thêm chút chút xíu nữa cho bạn. Ok. Vừa rồi nó có một sự bay bổng thì xác suất đó là sống số 1 đang được diễn ra. 1 tới 2 thì nó sẽ có 3 sóng 1 2 3. Xác suất là từ 1 nó đang tới 2 ngay bây giờ. Từ 1 tới 2 nó sẽ có 3 sóng cũng giống như cái đường chỉ đỏ mình vẽ cho bạn đây 1 2 3. Ok. Chống lần vẫn vậy không thay đổi nha. Uh, um, mình đã nói là xác suất là sóng số 1 đang được diễn ra cũng giống như, như hồi nãy mình nói là ở đây ok sóng số 1 đã được đổi qua bên đây ok sóng số 3 vẫn vậy sóng số 4 đã được đổi qua bên đây Sống số 5 được đổi qua bên đây năm sống đi lên tạo sống số 1 ba à, 3 sóng hồi sẽ tạo sống số 2 đây là 1 2 3 ok tạo sóng số 2 rơi vào khu vực này à, đây là A đây là B và đây là là C vừa rồi như vậy bạn có thể thấy là tắt đi tất cả mọi thứ cái râu của nó đánh xuống là rơi vào con giá 66.500 À, mình xin lỗi 66.500 66.500 đây mình có 66.300 thì ngay bây giờ nó bay lên cũng được nếu nó bay lên là gì nếu nó bay lên thì nó là sóng B ok và đây là cái kháng cự của sóng B xác suất sóng B nó không vượt qua được con giá 66.800 đây cái vành chỉ vàng ok nó lên tới khô khoảng cái khu vực đó thôi rồi sau đó hồi xuống là C thì xác suất cao nhưng mà nếu nó phá vỡ thằng này nó phá vỡ thằng này phá vỡ thằng này luôn thì có nghĩa là sóng số 3 đã được diễn ra rồi rơi vào cái khu vực này có nghĩa là sóng số 3 đang được diễn ra luôn rồi ok cường nhắc cường nhắc à, ngoại trừ nó phá vỡ thằng này phá vỡ thằng này phá vỡ thằng này thì sóng số 3 sẽ được diễn ra rơi vào khu vực này còn không có thì nó đang vẫn là giai gia đoạn của sóng số 2 ok và sóng số 2 như vậy từ 1 tới 2 từ 1 tới 2 thì nó có 3 sóng a b và c ok hai à, trường hợp nó có tới a ok thì có nghĩa là đơn giản là nếu nó phá vỡ thằng này phá vỡ thằng này phá vỡ thằng này thì nó đã bay lên luôn rồi thì một là nó rơi vào xuống thêm một chút xíu nữa đúng không rồi nó bay một cái vèo đi lên hay là nó bay luôn ngay bây giờ cũng được bởi vì nó đã xuống tới cái con giá này rồi nghe okay. một là nó bay luôn ngay bây giờ hai nó sẽ có ba sóng được diễn ra một hai ba rồi sau đó là nó mới bay ok sau đó nó bay cái con giá quan trọng là mình biết là tất cả mọi thứ đã hoàn tất Tại con giá 72 tới 75 lên tới 72 75 thì mình mới biết là sóng số 3 đang được diễn ra. Còn không có thì nó đang vẫn nằm ở khu vực sóng số 2 này thôi, ok, sóng số 2 này thôi, ok. À, những cái cảnh báo đầu tiên là con giá 80 68 8 70 ngàn, 130 72.000. À, cắn con giá 72 thì nó mới nói lên cái câu chuyện là gì? Sóng số 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 3 đang được diễn ra. Ok, lên 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 và lên kép. Okay. Còn không có thì nó đang nằm ở giai đoạn này thôi nha. Yeah. Đang giai đoạn này thôi nó có thể là sóng a đã hoàn tất ngay vì nó đang tới cái sóng số b sau đó nó có sóng, sóng xuống sóng số c vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào mọi người cảm ơn